cái thời gian thực tế ở bên nước Mỹ. Dạ. Tiếp theo là sẽ đến cái phần những cái thông tin cần biết. Dạ. Thì ở trong này nó sẽ bao gồm những cái thông tin liên quan đến việc di chuyển hàng không, về thời tiết, về những cái lưu ý khi mà mình du lịch ở bên nước Mỹ. Dạ. Và cuối cùng là cái phần giải đáp thắc mắc, tức là cái phần này là phần quan trọng. Dạ. Tại vì sau khi mà em chia sẻ với anh chị những cái thông tin cần lưu ý, thì còn lại cái phần của quý anh chị mình có bất kỳ thắc mắc, bất kỳ cái sự quan tâm